101 Tinh xà, trăm con rắn độc. Cùng năm đó, Đam Hoa Tự có kỳ giới đàn mùa xuân. Đại đệ tử Quả Năng của Hòa Thượng đến chùa Nam Hoa không lâu, bỗng chiêu cảm nàng tinh xà, trăm rắn độc nhập vào thân, rồi náo loạn giới đàn. Trải qua hơn nửa tháng đấu pháp, sau cùng Hòa Thượng hàng phục tinh xà. Nhưng về sau không biết Quả Năng đã đi đâu. Hòa Thượng kể: sau đó tôi dẫn Quả Năng đến chùa Nam Hoa. Chú ta tới chùa Nam Hoa thì bị ma nhập. Vì bị ma nhập nên chú không còn sợ cái phất trần nữa. Ma này gọi là bách tử độc xà, tức trăm con rắn độc. Tinh xà chỉ mỗi lần sanh là nó sanh ra trăm con. Nó thường tác quái ở Nam Hoa Tự. Mỗi lần có giới đàn là nó tới nhiễu loạn, khiến một giới tử trong số các sa di, sa di đi đến thọ giới phát bệnh thần kinh. Hư lão cũng bó tay. Người phát bệnh đó nói mình đã thành Phật, là Phật gì gì, rồi không mặc quần áo, đi khắp nơi nói sằn nói bậy, nhiễu loạn giới đàn. Hư lão đã truyền giới đàn ở Nam Hoa Tự nhiều năm qua, và mỗi năm đều có sự việc này phát sinh. Lúc tôi ở Nam Hoa Tự, tinh xà đã nhập vào chú đại đệ tử của tôi. Nó muốn mượn thân của chú để đấu pháp với tôi. Một khi Quả Năng phát cuồng lên thì dù có sức lực của mấy mươi người hợp lại cũng không bằng sức mạnh của chú ta. Trên thân chú còn bốc mùi thối, ai nghe phải mùi đó cũng muốn ói mửa. Từ sáng đến tối chú cứ nói: pháp của sư phụ tôi là giả, tứ thập nhị thủ nhãn đều là giả hết. Loại ma này khiến cho chú nó bậy bạ như vậy, cốt để phá hủy chánh pháp. Lúc đó tôi dùng bất cứ pháp gì đối trị, ma đều không sợ. Nó nhập vào thân Quả Năng nói: cái đó của ngươi là giả thôi. Bọn tà thần ác quỷ tới mượn tà khí, ngỡ rằng nếu nói vậy tôi sẽ kinh sợ. Nhưng tôi đã không sợ chúng. Nếu như trong tâm không có định lực, nghe chúng nói pháp tôi là giả, liền khởi lòng nghi ngờ, tức tiêu đời rồi. Lúc tôi ở chùa Nam Hoa làm đường chủ, ban thủ, mỗi ngày tôi đến thăm nhà khách vài lần. Tôi xem coi có bậc cao nhân đại đức nào tới Nam Hoa Tự không, vì tôi không muốn bỏ qua cơ hội. Đúng ngày lúc đó, có vị pháp sư minh tướng đã 80 mấy tuổi đến tá túc. Vừa thấy trưởng lão, tôi cảm thấy rất có duyên với ngài. Ngài cũng ngủ ngồi, xuất gia lúc 8 tuổi, âm thầm tu khổ hạnh. Ngài đã tu pháp Bát Chu Thất cả 8 lần. Mỗi một kỳ Bát Chu Thất là 96 ngày. Trong 96 ngày này, hành giả hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc tu gì đi nữa, nói chung là trong 96 ngày đó không ngủ, không ngồi. Nên còn được gọi là Phật lập tam muội. Ngài tu hành rất có công phu, một khi nhập định có thể làm được vài công việc. Lúc đó không biết trưởng lão này ăn nhầm thức gì, mỗi ngày đi tiêu chảy ra quần nhơ nhuốc. Tôi dập quần cho ngài luôn mấy ngày liền thì mới hết bệnh. Vì chú đệ tử phát thần kinh của tôi bèn cầu cứu trưởng lão. Với định lực của ngài và tôi, trải qua hơn nửa tháng, chúng tôi mới hàng phục được tên tinh xà này. Nhưng từ đó trở đi, không biết Quả Năng đã đi đâu. Dù sao đi nữa, bách tử độc xà rất có bản lãnh. Và 500 năm sau, nó lại xuất hiện. Tới lúc đó, sẽ có người khác hàng phục nó. Cũng có người nói, sao thầy không tiêu diệt nó luôn cho rồi? Nếu như tiêu diệt nó, tức không có tâm từ bi. Tôi đây chỉ muốn cảm hóa nó mà thôi.